thể hiện đầy đủ cung bậc cảm xúc, hài có, vui có và cảm động cũng có. Em bỏ đứa bé nha. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đừng bao giờ. Toàn bộ diễn viên trong bộ phim lần này họ đã mang đến một cái hơi thở mới và rất là dễ thương. Phúc phải dùng từ là rất dễ thương và đã đọng lại được cho Phúc cũng như là quý vị khán giả xem bộ phim ngày hôm nay thì nó thật sự là rất là tuyệt vời. Vợ tao bỏ nhà đi cậu không lo. Ủa mà vợ mày bỏ đi chứ có phải vợ tao đâu mà tao lo. Dạ con nghĩ lên không thích ăn cá đâu bác. Vậy đi. Gia đình đi tao thích ăn cá. Đi. Ông nội đi, bà đi. Ngoại tao thích ăn cá. Thoại tinh tế quá kìa. Anh thấy Quý Khánh vừa mới tặng gà rán là tặng ngay con gà cún luôn á. Biệt là một dành một lời khen cho Lan Ngọc. Lan Ngọc diễn cái vai này dễ thương quá trời, dù quá quá đất luôn, dễ thương quá. Đây, giúp cô cái bóp mà nó cắn hơn chó nữa. À, bộ phim này xuất sắc. Mày kêu tao đi lấy xe mà mày không đưa chìa khóa, bố tao lấy được à? À ha. Bây giờ mày mới ở ha. Tao đẩy xe như một con chó từ cầu Ông Lãnh tới đây để nhận được hai chữ ở ha của mày ạ. Tao nợ mày à.